Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 358 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Tiếp theo phần trước, Giang Nam và Thanh Liên Tiên Tôn vẫn đặt quân cờ trải rộng khắp vũ trụ hồng hoang bên trên bàn cờ, đẩy vũ trụ phát triển đến trạng thái hưng thịnh nhất. Trong vũ trụ bắt đầu bùng nổ va chạm quy mô lớn, chiến tranh lan tràn khắp nơi, sát phạt chinh chiến, các bộ lạc thần đạo bị tiêu diệt, thần linh bị đổ sát. Cuối cùng, tất cả quân cờ đen của Giang Nam đặt trên bàn cờ đều bị giết sạch, nguyên vũ trụ chỉ còn lại tiên đạo. Đế Giang đạo hữu, ngươi thua rồi. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, ngươi và ta đánh cờ, ngươi kém ta hơn một bậc. Giang Nam hơi nhíu mày, đột nhiên cười nói, dù sao ta cũng không phải là kỳ thủ khống chế vũ trụ, thua Tiên Tôn là đương nhiên. Nhưng đây là bằng hữu thôi diễn, cờ trong hiện thực không phải như vậy. Giang Nam đứng dậy, rơi vào bộ lạc thần đạo. Giang Nam giơ tay lên, ức vạn trời sao phá vỡ, bàn tay rơi xuống, vũ trụ chấn động, tịch diệt kiếp bộc phát. Trong khoảnh khắc, tất cả bố cục, quân cờ của Tiên Tôn bị quét sạch. Giang Nam hủy diệt vũ trụ thần đạo biến mất, Giang Nam trở về đài cao. Thanh Liên Tiên Tôn ngồi đối diện, giữa hai người là bàn cờ lộn xộn. Giang Nam mỉm cười nói, trong hiện thực, ta không phải kỳ thủ, quân cờ trong tay ta là bản thân ta. Thần trong thần đạo có một mình ta đã đủ xoay chuyển thiên địa càn khôn. Mặc dù ngươi có muôn vạn quân cờ, bao nhiêu bài bố, một mình ta đủ lật bàn cờ. Tiên Tôn thấy sao? Thanh Liên Tiên Tôn nhìn chằm chằm Giang Nam trong giây lát, phất tay áo thu các quân cờ, bình tĩnh nói, người qua cửa. Giang Nam đứng dậy lướt qua Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn nhẹ giọng nói, Đế Giang đạo hữu, ngươi và ta đánh cờ ngàn năm, hy vọng ngươi có thu hoạch. Sao? Đánh cờ ngàn năm ư? Giang Nam lại ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại. Thanh Liên Tiên Tôn ung dung ngồi, cũng không ngoái đầu. Cáo già, làm trễ nải của ta ngàn năm. Giang Nam hận ngứa răng. Giang Nam và Thanh Liên Tiên Tôn đánh vấn cờ, nhìn như rất nhanh, thế nhưng bất giác là 1.000 năm trôi qua. Giang Nam thắng cờ, đổi lại là 1.000 năm đã qua đi. Khiến Giang Nam tức giận nhất là dù thắng nhưng hắn vẫn không học được đạo và lý cao sâu hơn từ ván cờ với Thanh Liên Tiên Tôn. Giang Nam không lĩnh ngộ ra hồng mông tiên thiên, bị Thanh Liên Tiên Tôn đùa cợt. Trễ nải ngàn năm đối với tiên giới chỉ là một chớp mắt, nhưng với những tồn tại đặt chân trong dòng sông thời gian thì đây là 1.000 năm lãng phí. Trong 1.000 năm này có lẽ đạo tràng đế và tôn thời đại nguyên đạo đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, không biết 3.000 đại đạo còn lại mấy đây. Giang Nam cần vượt qua các cải khó khăn, gồm ảnh chiếu tiên đế, tiên tôn chấn thủ. Mỗi cửa hắn mất mấy trăm năm nghiên cứu đại đạo các thời đại, lại chậm trễ nhiều thời gian hơn. Chờ Giang Nam đến đạo tràng đế tôn, sợ là không còn canh mà húp nữa. Ta bị tính kế rồi. Thôi kệ, lần sau gặp con cáo già này, mặc kệ hắn chê trò gì, ta cũng không quan tâm. Cứ đi thẳng tới đạp qua lão già đó, một ảnh chiếu cũng không làm gì ta được. Giang Nam đi vào thời đại nhân đạo tiền sử. Thời đại này cực kỳ huy hoàng, là một thịnh thế dồi dào, cường giả lớp lớp. Mấy lão giả ngoan cố kiên quyết chôn chân trong vô nhân cấm khu như Tương Khang là cường giả của thời đại nhân đạo. Kẻ thấp kém ti tiện đáng thương, ngươi dỉnh ngó ta 13 năm hỗn độn, dần yếu ớt hơn. Ngươi ti tiện làm cho ta rất đồng tình. Tịch Diệt đạo nhân như đối diện với Giang Nam. Tuy ta không biết ngươi núp ở đâu, thế nhưng thứ sinh linh không có chút cảm giác tồn tại như ngươi bị ta giết vô số kể. Ngươi có thể chọn chết oanh liệt hoặc như con kiến núp đi, tham sống sợ chết.
vẫn không muốn chiến đấu với ta hay sao? Tổ cha ngươi! Lại mấy trăm năm trôi qua, Giang Nam đi đến nguồn thời đại nhân đạo. Hắn thấy ảnh chiếu tiên đế đứng trên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa. Giang Nam lên tiếng chào tiên đế. Bệ hạ, có thể trả lời vấn đề của ta hay không? Giang Nam cười nói. Lần trước ta hỏi bệ hạ, cuộc chiến giữa người và tiên tôn là chết chung với nhau hay sao? Tiên đế trả lễ. Đương nhiên, ta và Thanh Liên đạo huynh chiến đấu đúng là cùng chết. Bây giờ thân đã chết rồi. Giang Nam giật mình lạc giọng nói. Dù lý niệm của các ngươi khác nhau, thế nhưng không đến nỗi đánh tới chết như vậy chứ? Là lý do gì khiến các ngươi vứt bỏ tình cảm, quyết đẩy đối phương vào chỗ chết như vậy? Các ngươi đại chiến ở đâu? Tại sao trong tiên giới không để lại dấu vết gì vậy? Tên đế nhíu mày, hắng giọng nói. Đế Giang đạo hữu, ta đã trả lời một vấn đề của ngươi, câu khác thì chờ ngươi qua cửa ải tiếp theo lại hỏi. Cửa trước ta thử thách đạo tâm của ngươi, cửa này chúng ta so nguyên thần. Ta và Thanh Liên đạo huynh đều là người nơi khác đến, bẩm sinh nguyên thần hơn xa tất cả tồn tại trong vũ trụ này, bao gồm tiền sử. Ta có thể chỉ điểm cho ngươi về nguyên thần. Giang Nam thở dài, kìm nén nỗi lòng khó hiểu, khom người nói. Xin bệ hạ chỉ giáo cho. Lại qua 300 năm, Giang Nam được tiên đế công nhận vượt qua ải này. Giang Nam thu hoạch rất phong phú. Giang Nam là nhân tộc, mà nhân tộc thì không có nguyên thần. Chủng tộc khác trừ hỗn độn cổ thần trời sinh có nguyên thần ra, còn lại đều là tu luyện hậu thiên. Giang Nam nghiên cứu cách tu luyện của cổ thần, chủ yếu là từ Hồng Mông Tam Thánh Kinh của Ma Kha Thiên Quân, Đại Đạo Bất Không của Bất Không Đạo Nhân. Cách tu luyện nguyên thần của tiên đế càng tinh diệu hơn, vượt xa Bất Không Đạo Nhân. 300 năm qua, Giang Nam tu hoạch nghịch thiên, khiến hắn nhìn thấy con đường thẳng hướng tận cùng đại đạo. Trên dòng sông thời gian, thời đại hồn đạo, Giang Nam nghe Tịch Diệt Đạo Nhân cười to nói. Ngươi còn muốn trốn hay sao? Ngươi đã yếu ớt hơn hỗn độn trước rất nhiều rồi. Ngươi suy yếu dần theo từng năm. Chắc ngươi giỏi trốn làm ta không tìm được, thế nhưng vẫn bị Tịch Diệt Kiếp làm bị thương. Ta thì mỗi năm càng mạnh hơn, có phải ngươi rất tuyệt vọng hay không? Nếu tuyệt vọng, tại sao ngươi không ra khỏi chỗ trốn đi, để cho ta cho ngươi một nhát đi luôn? Sao vẫn chưa chịu ra ư? Mẹ nó, mỗi năm rình ngó ta, năm nào cũng rình rập, đừng để cho ta bắt được ngươi. Giang Nam không để ý, lại leo lên đài cao, đối mặt với ảnh chiếu tiên đế trấn thủ cửa này. Giang Nam hành lễ. Lần này bệ hạ, trả lời câu hỏi của ta được rồi chưa? Bệ hạ và tiên tôn có lý niệm khác nhau, thế nhưng tình nghĩa sâu đậm, không đến mức đánh nhau lấy mạng nhau như vậy. Tại sao bệ hạ và tiên tôn lại cùng chết vậy? Hai người ngồi bệt dưới đất. Tiên đế cười nói. Nếu là bình thường thì ta và tiên tôn sẽ không thi triển sát chiêu lấy mạng nhau, nhưng khi đó chúng ta gặp khó khăn cả đời không giải đáp được. Ta và Thanh Liên đạo huynh muốn sáng tạo một thế giới hoàn mỹ vô khuyết điểm, 3000 tiên đạo không suy sụp, không bị Tịch Diệt Kiếp tan rã. Thế nhưng sau này chúng ta luyện 3000 tiên đạo hoàn mỹ cỡ nào, khi Tịch Diệt Kiếp đến, các đại đạo vẫn đi hướng suy tàn, tụt dốc xuống, thời đại tiên đạo sẽ tịch diệt. Giang Nam giận tóc gáy, hét lên thất thanh. Thời đại tiên đạo là thịnh thế, nhiều đạo quân chuyển thế đều nói rất có thể là thịnh thế, mà Tịch Diệt Kiếp mãi mãi không đến, sao vẫn chìm trong tịch diệt vậy? Tiên đế bình tĩnh nói. Có sinh thì có diệt, sinh sinh diệt diệt, đây đã là quy luật của vũ trụ rồi. Tiên đế mỉm cười nói. Ta và Thanh Liên đạo huynh liên tục thôi diễn tương lai, phát hiện không thể tránh khỏi Tịch Diệt Kiếp phá hủy thời đại tiên đạo được. Hai chúng ta nghĩ rất nhiều cách, thôi diễn đủ loại khả năng trong tương lai. Vấn đề học búa vẫn khó giải đáp được. Chúng ta chưa từng bị vấn đề khó khăn nào làm khó cả, nên muốn trở về vũ trụ của mình, hỏi ý kiến phụ thân của ta. Phụ thân của tiên đế là tồn tại cường đại nhất, tà ác nhất mà Thanh Liên tiên tôn nhắc đến. Tồn tại vừa cường đại vừa tà ác kia đứng ở tận cùng đại đạo. Tiên đế hay là tiên tôn, Bất Không đạo nhân đều xem người đó là tận cùng đại đạo. Tiên đế nghĩ đến phụ thân của mình, định quay về hỏi giải đáp vấn đề. Ánh mắt kiến thức của tồn tại kia
không chừng sẽ giải quyết vấn đề khó tiên đạo bị tịch diệt. Nhưng Thanh Liên Tiên Tôn kịch liệt phản đối. Thanh Liên Tiên Tôn nói, phụ thân của tiên đế, tồn tại kia tràn ngập dục vọng, hủy diệt và sáng tạo. Nếu tồn tại đó đến vũ trụ sẽ phá hủy tất cả, chôn vùi lịch sử vũ trụ xa xưa mà hấp dẫn, tiêu diệt tất cả tồn tại tiền sử, tiêu diệt mọi văn minh trong dòng sông lịch sử. Tồn tại kia sẽ giơ đao lên khai sáng vũ trụ mới, biến vũ trụ thành hình dạng tồn tại đó muốn. Nếu thất bại, tồn tại đó sẽ đánh vũ trụ trở về hỗn độn, khai thiên lại, thử nghiệm tiếp, sẽ không thương tiếc bất cứ sinh mệnh thời đại tiên đạo. Tồn tại đó tràn ngập sức sống, gặp vũ trụ kỳ lạ này sẽ bị dục vọng hủy diệt, sáng tạo, thúc đẩy mãnh liệt, khai thiên liên tục, lần lượt thủy thiên diệt địa, đầy hứng thú truy cầu ảo diệu, trung cực vũ trụ tịch diệt. Thanh Liên Tiên Tôn cho rằng tồn tại kia đến là tai họa tận thế mới, thời đại tiên đạo còn chưa hưng thịnh. Trước tồn tại kia, tiên đạo không có quyền tự lựa chọn, sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Bất cứ sinh linh thời đại tiên đạo sẽ không có quyền tự lựa chọn, bị tồn tại đó xóa sổ như lau bụi. Tiên đế lặng im giây lát, sau cười nói, Thanh Liên đạo huynh nói đúng, phụ thân của ta thật sự là một tồn tại như vậy. Nhưng khi ta và Thanh Liên đạo huynh đau đầu vặt óc vì vấn đề khó khăn, ta bảo sẽ quay về gặp phụ thân xin chỉ dạy, thế nhưng không đưa người đến, Thanh Liên đạo huynh vẫn không chịu. Thanh Liên đạo huynh nói, nguy hiểm quá lớn, thế là phá hỏng hồ lô của ta, từ tranh chấp lý niệm biến thành đánh nhau. Đây là khởi nguồn hai chúng ta chết đi, nhưng không có lý do trực tiếp gì cả. Giang Nam nghe mà dùng mình, nghe tiên đế miêu tả làm cho hắn tưởng tượng một bóng ma cường đại và tà ác đứng ở tận cùng đại đạo. Sự tà ác bao phủ trước các thời đại vũ trụ này, trùm lên mọi người. Giang Nam thầm nghĩ, thật không ngờ phụ thân của tiên đế là tồn tại như vậy. Thanh Liên Tiên Tôn không làm sai, mời vị kia đến đúng là nguy hiểm quá lớn. Đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không mời tồn tại tà ác thế kia can thiệp tiên đạo vũ trụ này phát triển. Tiên đế thản nhiên tiếp tục nói, nguyên nhân trực tiếp khiến hai chúng ta chết đi là vì trong đại chiến tìm ra cách tịch diệt kiếp mãi mãi không đến. Ta và Thanh Liên đạo huynh nhìn nhau cười, chủ động xả thân chết. Giang Nam kinh ngạc hỏi, sao? Chủ động xả thân chết sao? Là sao đây? Các người nghĩ ra cách gì khiến tịch diệt kiếp mãi mãi không đến được đây? Đây là câu hỏi tiếp theo. Tiên đế mỉm cười nói, đế giang đạo hữu, mấy ngày trước chúng ta so tài về đạo, đạo tâm nguyên thần, bây giờ tới pháp báo. Giang Nam lấy vạn chú thiên trung ra cười nói, là so tiên thiên pháp bảo hay sao? Ta khá nghèo, không có nhiều tiên thiên pháp bảo như bệ hạ, có lẽ sẽ thua. Tiên đế lắc đầu nói, chúng ta so tài luyện chế pháp bảo, ngươi nhìn xem. Trên đầu tiên đế hiện ra một đóa khánh vân, anh lạc thủy châu, có ảo ảnh tiên thiên pháp bảo bồng bềnh ở trong đó. Tiên đế cười nói, cái gọi là tiên thiên chí bảo là do người luyện chế ra. Trong đạo quân điện có vài tiên thiên chí bảo do thân thể tiền bối biến ra. Mấy tiên thiên chí bảo kia định đạo quân điện ở tận cùng thời gian, tịch diệt kiếp không thể phá hủy. Khánh vân của ta là tiên thiên chí bảo mà ta luyện chế ra, có công hiệu như vậy. Một đóa khánh vân đủ cho ta không bị tịch diệt kiếp xóa sổ. Khánh vân của tiên đế chỉ là ảo ảnh phản chiếu từ khánh vân thật. Giang Nam đăm chiêu, trên đầu hiện ra lô bồng. 200 năm sau, Giang Nam đi ra khỏi tế đàn, bước vào dòng sông thời gian, thời đại cự linh. Giọng tịch diệt đạo nhân lại vang lên, người yếu hơn hỗn độn năm trước rồi, có phải rất tuyệt vọng đúng không? Lúc trước thực lực của ngươi không tệ như vậy, tuy ngươi vẫn thua xa ta, nhưng còn có chút bản lĩnh, giờ thì ngươi yếu thế tội nghiệp. Núp trong bóng tối rình ngó ta thì có gì hay, đi ra đi, ta cho ngươi nếm ngàn vạn kiểu chết khác nhau. Giang Nam dùng 500 năm đi qua thời đại cự linh đến khởi nguồn thời đại này. Trong tịch diệt thiên hỏa, ảnh chiếu Thanh Liên Tiên Tôn ngồi trên đài cao chở Giang Nam đến. Thanh Liên Tiên Tôn chào, đế giang đạo hữu. Giang Nam trả lễ, tiên tôn. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, cửa này chúng ta hãy luận đạo, nếu ngươi biện thua
thì hãy quay về, còn người thắng là qua ái. Giang Nam lắc người, cơ bắp nhô ra, cơ thể trứng to, vạn chú thiên trung bay ra khỏi trán. Tiếp theo là con rồng to khổng lồ, thân thể bất không đạo nhân. Ảnh chiếu Thanh Liên Tiên Tôn chưa phản ứng lại thì ba tên siêu to khổng lồ khỏe xông lên đạp lão già té xuống đất, dầm dập mà xông qua đài cao, nghênh ngang rời đi. Ảnh chiếu Thanh Liên Tiên Tôn bị ba tên khổng lồ dẫm đạp, giờ lát sau bỏ dậy, ngoái đầu nhìn Giang Nam thu con rồng to, thân thể bất không đạo nhân, vạn chú thiên trung về, đã xông vào dòng sông thời gian của thời đại Sa Môn. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu nói: "Ê, đế giang không trúng kế, cửa sau không ngăn hắn nữa vậy." Tính tình Thanh Liên Tiên Tôn rất tốt, không hề giận dữ. Trong tịch diệt kiếp thời đại Sa Môn, tịch diệt đạo nhân nổi khùng hét dầm lên: khốn kiếp mà, ngươi lại đến nữa sao? Đời ta chưa từng gặp ai vô sỉ như ngươi vậy. Đấu thì đánh đi, ta sợ ngươi sao? Ra đây, không giết ngươi thì ta theo họ của ngươi." Giang Nam dùng 400 năm đi qua thời đại Sa Môn, bước đến đài cao gặp tiên đế. Giang Nam cười hỏi: "Bệ hạ, có thể trả lời câu hỏi của ta được chưa?" Tiên đế ngồi giữa đài cao, trước mặt là trà bốc hương thơm. Tiên đế mời Giang Nam ngồi xuống, cười nói: "Ta và Thanh Liên đạo huynh trong đại chiến chợt nghĩ đến một cách khiến cho tịch diệt kiếp không đến được. Tịch diệt kiếp tới là vì quy luật sinh sinh diệt diệt của vũ trụ. Quy luật này là một thời đại đến thời kỳ đỉnh cao, đại đạo phát triển tới đỉnh, sau đó tụt dốc xuống, suy sụp đi. 5-60 ức năm một chu kỳ, nên mới có tịch diệt kiếp cách 5-60 ức năm một lần. Nếu một đại đạo mãi mãi phát triển, thay đổi thì sẽ ra sao đây?" Mắt Giang Nam sáng rực, cười nói: "Nếu tiên đạo vĩnh viễn phát triển, thay đổi thì tịch diệt kiếp không bao giờ đến." Tiên đế vỗ tay khen: "Ta và Thanh Liên đạo huynh nghĩ thông điều này, cho rằng giải quyết xong câu hỏi làm khó chúng ta bấy lâu nay. Thế nhưng một vấn đề khó khác xuất hiện, đó là làm sao để cho tiên đạo mãi mãi biến đổi, không ngừng phát triển đây. Tài trí một người có hạn, nhưng nếu tập hợp tất cả thời đại tiên sử, tất cả tồn tại trí tuệ thông minh nhất thì có thể." Giang Nam gật cù: "Vì vậy đạo quân tiên sử phải chuyển thế, phải vào tiên giới, thành một phần của tiên giới, cống hiến công sức phát triển cho tiên đạo." Tiên đế cười nói: "Nếu ta và Thanh Liên đạo huynh còn trên đời thì e rằng mấy đạo quân tiền sứ sẽ không chịu chuyển thế. Chúng ta chết đi rồi, bọn họ mới vào tiên giới, trở thành một phần của tiên giới được. Vì vậy chúng ta chết đi. Còn phe ngoan cố thì chúng ta để lại cho các khẩu chiếu, phá giải vô nhân cấm khu, buộc bọn họ chuyển thế." Nhiều điều khó hiểu được giải đáp. Thế nhưng Giang Nam nhíu mày nói: "Tiên đế vẫn chưa trả lời câu hỏi, chiến trường của hai vị ở đâu? Nếu hai vị đã chết đi rồi thì xác nằm ở đâu?" Tiên đế cười nói: "Cửa tiếp theo đi, đế giang đạo hữu, hôm nay chúng ta so tài thân thể." 200 năm sau, Giang Nam rời khỏi đài cao, bước lên dòng sông thời gian thời đại thánh đạo. Tịch diệt đạo nhân nói: "9 năm hỗn độn, người nghiên cứu ta đã 9 năm hỗn độn rồi, là đang tìm hiểu điểm yếu của ta hay sao? Ta vốn không có điểm yếu nào." Giang Nam mất 400 năm nghiên cứu thời đại vô cùng bao la hùng vĩ này, thấy kiếp thứ nhất của vạn vật đạo tổ. Khi đó vạn vật đạo tổ là thiên bảo thánh nhân, tài hoa tuyệt đại, dưỡng dục giáo hóa chúng sinh. Thiên hy thánh nhân là sư đệ. Giang Nam đến khởi nguồn thời đại thánh đạo, đột nhiên con rồng to bay ra khỏi trán của hắn, thân thể bất không đạo nhân cũng nhảy ra ngoài, vạn chú thiên trung treo cao lao lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa. Trên đài cao không có ai, Giang Nam rất ngạc nhiên. Giang Nam không nghĩ nhiều, hắn vượt qua đài cao chạy hướng thời đại huyết tộc. Đây là thời đại huyết tổ sinh ra, một thời đại khát máu, thời đại nghiên cứu huyết mạch đến tận cùng. Tịch diệt đạo nhân cười to nói: Người lại đến sao? Người ti tiện như con chuột núp trong hang hốc rình dập ta, 8 năm hỗn độn vẫn không dám ra tay hay sao? Chắc người rất tuyệt vọng phải không? Thế người không dám ra đây thì người sẽ mãi mãi tuyệt vọng. Người tuyệt vọng không có tận cùng, bởi vì người
trốn đi thời đại nào cũng sẽ bị ta phá hủy. Giang Nam đi tới nguồn thời đại huyết tộc, leo lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa. Vết máu trên đài chưa khô, trong máu chứa hơi thở của huyết tổ. Giang Nam kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tiên đế cười hỏi: đây là câu hỏi của ngươi trong cửa này sao? Giang Nam lắc đầu nguầy nguậy: xin bệ hạ đừng đùa. Thôi được, cho ngươi biết cũng không sao cả. Tiên đế cười nói: huyết tổ liên tục vượt qua đến nải này toàn dựa vào sức chiến đấu của mình. Hắn không lĩnh ngộ đại đạo các thời đại tiền sử, mà nôn nóng vượt qua các cửa để vào đạo tràng tranh giành 3000 đại đạo. Huyết tổ đến sớm hơn ngươi mấy ngàn năm, ta dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại hắn ta. Sao? Dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại huyết tổ ư? Giang Nam phục sát đất. Huyết tổ mạnh mẽ biết bao, trong tịch diệt kiếp không thể xóa sổ huyết tổ. Sống từ thời đại huyết tộc đến bây giờ, tuy huyết tổ núp trong vô nhân cấm khu kéo dài hơi tàn, thế nhưng dù sao là người chưa chết. Hơn nữa, lão ma đầu này nuốt sinh linh các thể đại, làm mưa làm gió, chưa bị ai giết cả. Có thể thấy thực lực của huyết tổ cao đến đâu. Tạo nghệ đại đạo thời đại huyết tộc của huyết tổ thâm sâu biết mấy. Tiên đế dùng đại đạo thời đại huyết tộc thắng huyết tổ thì đúng là không giống với bình thường. Giang Nam chợt nhớ tới một chuyện, liền dò hỏi: vậy huyết tổ đã chết ư? Tiên đế lắc đầu nói: cửa của ta chỉ là thử thách thôi, sao lấy mạng huyết tổ được. Ta dùng đại đạo huyết tộc thắng huyết tổ là muốn cho huyết tổ biết tiên đạo hơn hẳn đại đạo huyết tộc mà hắn cố chấp không buông, để cho hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện chuyển thế làm tiên. Sau khi huyết tổ chịu thua, ta đưa hắn trở về tiên giới rồi. Giang Nam cười nói: huyết tổ hung thần ác sát biết mấy, sao dễ dàng chịu thua chuyển thế cho được đây. Tiên đế không giết huyết tổ là một sai lầm. Theo ta thấy, huyết tổ sẽ làm mưa làm gió hại tiên giới mất thôi. Tiên đế cười nói: vậy thì huyết tổ sẽ gặp nạn. Lúc trước đế giang đạo hữu hỏi ta chiến trường của ta và thanh liên đạo huynh ở đâu, tại sao chúng ta không tạo thành tổn thương cho tiên giới. Khi người bước lên con đường này, đi đến thời đại nguyên đạo, người sẽ hiểu. Giang Nam giật mình: sao? Đi đến thời đại nguyên đạo sẽ hiểu sao? Giang Nam ngộ ra: các người đại chiến trong thời đại nguyên đạo sao? Sao có thể? Lòng Giang Nam rung động. Đại chiến trong thời đại nguyên đạo nên thời đại tiên đạo không thấy dấu vết hai vị cường giả đánh nhau, nhưng giết đến thời đại nguyên đạo không sợ phá hỏng sự ổn định của thời đại nguyên đạo hay sao? Không sợ đánh nát thời đại nguyên đạo, phá hoại đời sau sinh sản hay sao? Chúng ta không xuyên qua tiền sử, mà chỉ dọc theo dòng sông thời gian ngược về tiền sử. Tùy người thấy tiền sử, thế nhưng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì đã định trước được. Tiên đế bình tĩnh nói: chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Cuộc chiến của ta và thanh liên đạo huynh tuy kinh thiên động địa, nhưng không phá hoại bất cứ thứ gì của thời đại nguyên đạo, không tổn thương sinh linh nào của thời đại nguyên đạo cả. Người đi đến thời đại nguyên đạo nhìn đạo tràng chúng ta để lại, người sẽ hiểu. Giang Nam cái hiểu cái không. Tuy trên đường đi Giang Nam lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu, nhưng tu vi thực lực cảnh giới cách tiên đế tiên tôn quá xa, không thể hiểu hết những gì tiên đế nói. Cửa này không cần so tài nữa. Tiên đế nhìn máu văng khắp nơi, nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu. Tiên đế lên tiếng nói: bây giờ ta không có bao nhiêu thứ cho ngươi tham ngộ nữa rồi. Hãy để lại ít đồ của mình đi, tránh cho sau này đế giang đạo hữu trở thành kẻ địch của tiên giới mà ta không có cách nào ứng đối được. Ta sẽ không xuất hiện trong cửa sau. Người thích lĩnh ngộ đại đạo tiền sử thì tùy ngươi, muốn đi thời đại nguyên đạo thì cứ chạy thẳng. Giang Nam lưu luyến không nỡ. Trong thời gian này tranh phong luận đạo với tiên đế giúp cho Giang Nam thu hoạch rất nhiều. Nghe tiên đế nói mấy cửa sau không còn xuất hiện làm hắn mất mát. Bệ hạ, ta còn câu hỏi nữa. Giang Nam phấn chấn tinh thần, hắn cười nói: ta xem 9 thời đại tiền sử, thế nhưng không tìm được một người.
rõ ràng người này nên xuất hiện trong vô nhân cấm khu của các thể đại. Còn về tận cùng đại đạo, đó là cảnh giới gì? Xin bệ hạ chỉ giáo cho. Tiên đế cười phá lên, ảnh chiếu trong thời không quá khứ dần tan biến, thanh âm xa xăm lạnh nhạt nói: Đế Giang đạo hữu, người hãy tự tìm câu trả lời, như vậy chẳng phải càng tuyệt hơn hay sao? Thân hình tiên đế tan biến, Giang Nam đứng bơ vơ trên đài cao, bốn phía tĩnh lặng. Trước mắt Giang Nam là quá khứ xa xôi, sau lưng là tương lai của quá khứ. Chỉ còn một mình Giang Nam đứng trên đài cao tịch diệt thiên hỏa. Đi, đi tiếp thôi. Giang Nam lên tinh thần, cất bước đi hướng năm tháng xa xưa hơn, bước vào dòng sông thời gian thời đại thú đạo. Tịch diệt đạo nhân trong thời đại thú đạo bình thường hơn trước rất nhiều, tìm chờ lục đất, tìm kiếm bóng dáng của Giang Nam khắp nơi. Mãi khi tịch diệt đạo nhân hoàn toàn hủy diệt thú đạo, tìm Giang Nam trong hỗn độn, xâm nhập vô nhân cấm khu, đánh nhau với đám lão quái vật. Cấm khu này hùng mạnh hơn hiện tại, các lão quái vật siêu mạnh, bọn họ sống sót từ 17 thời đại. Các lão quái vật cưỡng ép điều động pháp lực đại chiến với tịch diệt đạo nhân. Một vài tồn tại xa xưa chết hoàn toàn, mãi mãi biến mất. Bởi vì trận đại chiến tịch diệt thiên hỏa bao phủ trong hỗn độn, tràn ngập tinh huyết các tồn tại cổ xưa, gián tiếp dẫn đến thời đạo huyết tộc sinh ra, các quái vật vặn vẹo như huyết tổ cũng ra đời. Quá khứ đã định, vậy ta đi đến đây, đi qua các thể đại cũng là điều đã định trước được hay sao? Giang Nam hoang mang thầm nghĩ, nếu bây giờ ta trở ra, không đi thời đại nguyên đạo, không đến đạo tràng đế tôn, phải chăng quá khứ sẽ thay đổi hay sao? Đương nhiên Giang Nam chỉ nghĩ như vậy. Khởi nguồn mọi thời đại thứ nhất, thời đại nguyên đạo cách hắn càng lúc càng gần. Mặc kệ như thế nào, Giang Nam phải đi đến cuối. Giang Nam mất hơn 400 năm ở thời đại thú đạo, nghiên cứu kỹ càng đại đạo của thời đại này, tham ngộ, nghiệm chứng. Giang Nam đi vào tịch diệt thiên hỏa, khởi nguồn thú đạo. Trên đài cao, trong tịch diệt thiên hỏa trống rỗng, không còn hình ảnh, ảnh chiếu của Thanh Liên Tiên Tôn. Đại đạo hình thú khổng lồ hình thành trong tịch diệt thiên hỏa gầm giống, có tiên thiên pháp bảo tự sinh ra trong thiên hỏa, phun ra nuốt vào thiên hỏa. Giang Nam đi đến thời đại tiếp theo, khóe mắt thoáng nhìn, dường như trong tịch diệt thiên hỏa có một con rồng to xẹt qua. Con rồng to thật quen thuộc, làm cho Giang Nam rất là ngạc nhiên. Rồng to, rồng to, mau xem người trước kia kìa. Giang Nam cười to, thả con rồng bạo lực trong tử phủ ra, cười nói: Rốt cuộc ta đã biết lai lịch của ngươi rồi. Con rồng to nhảy ra, tò mò nhìn tịch diệt thiên hỏa thời đại thú đạo. Thật lâu sau, con rồng to trông thấy một con rồng giống như nó bơi trong tịch diệt thiên hỏa, lướt qua đài cao. Con rồng to chố mắt líu lưỡi, ngơ ngác nhìn bản thân cổ xưa, cao giọng quát: Ta ơi, hãy cẩn thận, tương lai cái tên gọi là Bất Không. Tiếng gầm chấn trời, con rồng to trong tịch diệt thiên hỏa bên ngoài đài cao dường như không nghe thấy, vặn vẹo người bơi tiếp. Con rồng to trên đài cao sốt ruột hét lên: Kẻ tên Bất Không sẽ đánh người mất trí nhớ. Bà nội nói chứ, người có nghe thấy không? Con rồng to gầm giống kinh thiên động địa, con rồng trong tịch diệt thiên hỏa như không nghe thấy gì, bay càng ngày càng xa. Giang Nam lắc đầu nói: Quá khứ không thể thay đổi. Chúng ta đứng trong đường hầm thời gian, đế và tôn mở ra, không cách nào thông báo cho tồn tại tiền sử. Người trước kia vẫn sẽ gặp Bất Không, bị đánh cho mất trí nhớ. Rồng to, chúng ta đi thôi. Con rồng to ủ rũ chui vào tử phủ của Giang Nam. Giang Nam đi vào thời đại khô lỗi, mất hơn 400 năm tới thời đại tam nhãn. Giang Nam ngược dòng từng thời đại, mỗi thời đại hắn bỏ ra 300-400 năm. Giang Nam quan sát tịch diệt đạo nhân làm mưa làm gió trong tịch diệt kiếp, phá hủy các thời đại, lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt, hiểu đạo lý sâu hơn. Càng về sau, tịch diệt đạo nhân càng bình tĩnh, chăm chọc Giang Nam rình ngó mình vài câu, muốn tìm ra chỗ hắn ẩn giấu. Tịch diệt đạo nhân không điên cuồng như lúc đầu. Giang Nam đi qua thời đại thiên đạo, linh bảo, xiển đạo, tới thời đại huyền đạo. Trong thời đại này, Giang Nam thấy tịch diệt đạo nhân lần đầu tiên phá hủy một thời đại. Là ngươi đang nhìn ngó ta sao? Tịch diệt đạo nhân đứng trong tịch diệt kiếp, hủy diệt thời đại tráng lệ này, đôi mắt trống rỗng, không
không có tình cảm, nhìn hướng dòng thời gian Giang Nam đang đứng. Tịch Diệt đạo nhân lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai? Có câu chuyện gì? Chúng ta hãy ngồi xuống trò chuyện một buổi đi. Ngươi nói chuyện của mình cho ta nghe, ta sẽ kiên nhẫn nghe hết rồi giết ngươi." Tịch Diệt đạo nhân chờ thật lâu, thế nhưng không được đáp lại. Gã cất bước đi, đi trong tịch diệt kiếp vô biên, người lắc lư. Tịch Diệt đạo nhân vung tay áo, mắt lướt qua, giết hết cường giả trong thời đại này. Tịch Diệt đạo nhân như hồn ma cô độc, ánh mắt tiêu diệt, nhìn thấu tất cả. Tịch Diệt đạo nhân ngẫu nhiên dừng lại, nghe câu chuyện của các cường giả, rồi tiêu diệt đối phương. Giang Nam đi ngược thời gian, khi thời đại huyền đạo khởi đầu, hắn lại thấy Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt đạo nhân đi ra từ đạo quân điện, ở điểm cuối thời gian, không gian thời đại huyền đạo. Mấy đạo quân vô cùng cổ xưa đứng ở tận cùng thời gian và không gian, dẫn đầu là Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn cao giọng quát: "Quảng Đô Điện Chủ, nghiên cứu của ngươi làm ta và các đạo hữu đạo quân điện rất là bất an. Ngươi đã rời xa tôn chỉ đạo quân điện, hy vọng ngươi vào trần thế lĩnh ngộ, chờ ngươi tẩy sạch tà ác trên người lại quay về đạo quân điện, ngươi vẫn sẽ là điện chủ của đạo quân điện." Giọng Nguyên Mẫu Điện Chủ trong trẻo vang lên: "Quảng Đô Điện Chủ, người nghiên cứu đại đạo tịch diệt đã lạc đường rồi, không thể đi tiếp được. Tôn chỉ của đạo quân điện ta..." "Tôn chỉ của đạo quân điện sao?" Tịch Diệt đạo nhân đờ đẫn, thần quang vô tận trong mắt vụt tắt, trở nên trống rỗng. Tịch Diệt đạo nhân xoay người đi. "Tôn chỉ của đạo quân điện là cái thứ gì? Tất cả đại đạo sẽ mục xuống thôi. Đạo quân điện cũng vậy. Chỉ có Tịch Diệt là vĩnh tồn. Từ nay về sau, ta không còn là Quảng Đô Điện Chủ, Quảng Đô Thiên Tôn. Ta là Tịch Diệt đạo nhân." Người Tịch Diệt đạo nhân phát ra hơi thở Tịch Diệt đậm đặc, gã bước vào thời đại huyền đạo. Giang Nam nhìn cảnh tượng này, nhỏ giọng nói: "Quảng Đô Thiên Tôn, Tịch Diệt đạo nhân, ngươi hỏi câu chuyện của ta, còn ngươi sẽ có câu chuyện gì đây?" Giang Nam ngừng lại, đột nhiên cảm giác có bốn ánh mắt siêu mạnh bắn hướng mình. Giang Nam nhìn hướng phát ra ánh mắt, thấy Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Điện Chủ đang ngó mình. "Vô Cực, ngươi có thấy không?" Nguyên Mẫu Điện Chủ khó hiểu nói: "Dường như trong thời gian có ai đó đang nhìn chúng ta." Vô Cực Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, gật đầu nói: "Người này đứng trong thời gian, không ở vũ trụ này mà đi qua dòng thời gian xem chúng ta, nhảy ra đại đạo nhân quả, không có trong lưới nhân quả. Thế nhưng khi hắn nhìn ta thì đã có một đoạn nhân quả. Thật thú vị, tương lai một kiếp nào đó sẽ xuất hiện một tồn tại siêu cường đại ngược dòng thời gian. Không chừng sau này ta sẽ rời khỏi đạo quân điện, nhập thế một phen để gặp tồn tại kiếp sau." Nguyên Mẫu Điện Chủ lắc đầu nói: "Vô Cực, đạo quân điện ta đứng ở tận cùng thời gian và không gian, siêu phàm thoát tục. Nếu tương lai người nhập thế liên lụy đạo quân điện vào thời đại nào, đó sẽ mang đến biến hóa, biến số không tưởng cho đạo quân điện. Có lẽ sẽ là tai họa tận thế." "Chuyện tương lai nào ai biết trước được đây?" Vô Cực Thiên Tôn cười nói: "Nguyên Mẫu, không chừng kiếp sau sẽ có một cơ hội siêu thoát à." Hai người trở về đạo quân điện liền biến mất. Giang Nam lòng máy động, cảm thấy đầu óc rối loạn. "Vô Cực Thiên Tôn chuyển thế là vì ta một thoáng nhìn hay sao? Nếu ta không nhìn lung tung trong dòng thời gian thì Vô Cực Thiên Tôn có chuyển thế hay không? Tía nói chứ, bắt đầu rối rồi." Giang Nam bình tĩnh tinh thần đi qua thời đại huyền đạo, ngược thời gian vào thời đại Thái Thượng. Đây là thời đại trước 18 kỷ nguyên. Trong tịch diệt kiếp hủy diệt thời đại Thái Thượng, Giang Nam lại thấy Tịch Diệt đạo nhân, hoặc nên nói là kiếp trước của Tịch Diệt đạo nhân, Quảng Đô Thiên Tôn. Khi đó Tịch Diệt đạo nhân ở trong tịch diệt kiếp, nghiên cứu các cấu tạo tịch diệt kiếp như một nhà nghiên cứu. Tịch Diệt đạo nhân đã rất mạnh, tịch diệt kiếp tổn thương gã, thế nhưng không lấy mạng được, chỉ tổn thương căn nguyên. Nếu bị tịch diệt kiếp lần lượt tổn thương căn nguyên thì sẽ mất mạng, nên đạo quân trong đạo quân điện trốn tránh, núp trong tận cùng thời gian và không gian, nơi không có tịch diệt kiếp. Đạo quân thời đại khác nhập kiếp dựa vào tiên thiên pháp bảo để né tránh,
hiếm ai như Tịch Diệt đạo nhân nhập kiếp nghiên cứu Tịch Diệt kiếp. Đế và Tôn cùng bất không cố chấp làm cho Giang Nam rung động. Tịch Diệt đạo nhân cố chấp không tiếc rời khỏi Đạo Quân Điện nghiên cứu Tịch Diệt kiếp, chắc chắn sau lưng có câu chuyện không ai biết được. Quảng Đô Điện chủ. Tiếng chuông trầm thấp vang lên, ánh sáng vô cùng thần thánh xuất hiện trong Tịch Diệt kiếp. Đó là ánh sáng của Đạo Quân Điện chiếu rọi từ tận cùng thời gian và không gian. Mấy đạo quân cổ xưa đứng trong ánh sáng cao giọng quát lên: Quảng Đô Điện chủ, thần tang nương nương tạo hóa rồi, hãy đưa tiễn nàng thôi. Tịch Diệt đạo nhân dùng mình, người cứng ngắc trong Tịch Diệt kiếp. Tịch Diệt đạo nhân ánh sáng biến thành luồng sáng xanh xông hướng Đạo Quân Điện. Giang Nam thầm nghĩ: Thần tang nương nương là ai vậy? Có quan hệ gì với Tịch Diệt đạo nhân đấy? Thần tang nương nương tọa hóa, chẳng lẽ hóa đạo đi hay sao? Người biến thành tiên thiên pháp bảo hay sao? Không lâu sau, Đạo Quân Điện lại xuất hiện mấy thân hình siêu cường đại đánh nhau dữ dội trong Tịch Diệt kiếp. Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Điện chủ, mấy tồn tại cổ xưa trong Đạo Quân Điện cùng nhau cố sức áp chế Tịch Diệt đạo nhân. Quảng Đô, dừng tay lại. Thần tang nương nương tọa hóa, chúng ta bất lực rồi. Quảng Đô Điện chủ, thần tang nương nương là đạo hữu của ngươi, nàng tọa hóa thành tiên thiên pháp bảo, thần biến vĩnh hằng là chuyện tốt mà. Ngươi ngăn cản nàng hóa đạo nghĩa là nàng sẽ mãi mãi biến mất đi, ngươi có biết không hả? Quảng Đô, dừng tay lại, hãy dừng tay đi. Cuộc tranh đấu không có kết quả, cuối cùng Tịch Diệt đạo nhân dừng tay. 100 năm dài qua đi, gã ôm một gốc thần tang thụ ra khỏi Đạo Quân Điện, mang theo bên người, ngồi trong Tịch Diệt kiếp chưa biến mất. Tịch Diệt đạo nhân ngồi không biết bao nhiêu lâu, mãi khi Tịch Diệt kiếp biến thể đại thái thượng thành hư ảo. Thần tăng thụ kia là tiên tiên pháp bảo do đạo lữ của Tịch Diệt đạo nhân thần tăng nương nương biến ra. Giang Nam giật mình kêu lên: Đây là nguyên nhân Quảng Đô biến thành Tịch Diệt sao? Giang Nam nhấc chân đi ngược thời đại thái thượng, nghiên cứu ảo diệu đại đạo của thời đại chưa biết này. Thời đại thái thượng quá xa xưa, trước 17 thời đại đã biết, Giang Nam chưa từng tiếp xúc đại đạo của thời đại thái thượng nên hắn mất thời gian lâu hơn. Giang Nam bỏ ra ngàn năm mới đi đến ngọn nguồn của thời đại thái thượng. Trước mắt Giang Nam là thời đại nguyên diệt. Trong thời đại này, Giang Nam thấy Tịch Diệt đạo nhân Quảng Đô Thiên Tôn. Tịch Diệt đạo nhân là lãnh tụ thời đại nguyên diệt, có vô số đệ tử, có thê tử, nhi tử của mình. Kiếp sau Tịch Diệt đạo nhân còn có mẫu thân, bảo là gia đình hạnh phúc mỹ mãn cũng không đủ. Tịch Diệt đạo nhân cười to an ủi mẫu thân già trước khi Tịch Diệt kiếp đến: Mẫu thân yên tâm, dưới tay ta có vô số người tài cường giả, 6 đạo quân kết bái với ta, nên sợ gì Tịch Diệt kiếp đây? Tịch Diệt đạo nhân cười nói: Có 7 thiên tôn chúng ta ở đây, Tịch Diệt kiếp không diệt được thời đại nguyên diệt chúng ta, sẽ không có sinh linh nào bị hủy diệt trong kiếp cả. Tịch Diệt kiếp đến, thế đến mãnh liệt, là Tịch Diệt kiếp mạnh nhất Giang Nam từng thấy. Tịch Diệt kiếp rào rạt ập đến, dường như thời đại càng mạnh thì sức mạnh hủy diệt của Tịch Diệt kiếp càng lớn, phá hủy tất cả trong thời đại nguyên diệt, chỉ còn lại xác chết vô biên, vũ trụ tĩnh lặng, mọi văn minh, sự phồn hoa, sinh linh đều thành giấc mộng. Linh Nhi à! Quảng Đô Thiên Tôn điên cuồng đi trong vũ trụ tĩnh lặng tràn ngập Tịch Diệt kiếp tìm kiếm các xác chết. Quảng Đô Thiên Tôn ôm xác một nữ nhân gào khóc, đó là nữ nhi gã thương nhất. Quảng Đô Thiên Tôn tìm đến xác nhi tử, xác thê tử, xác huynh đệ kết nghĩa, tức 6 vị thiên tôn. Mẫu thân! Quảng Đô Thiên Tôn loạng choạng đi hướng Tịch Diệt kiếp quang, tận thấy kiếp âm chấn động, gã tìm thấy mẫu thân của mình. Mẫu thân à! Quảng Đô Thiên Tôn trước xác chết không có chút dấu hiệu sự sống, vai run run, mặc cho Tịch Diệt kiếp đốt bỏng mình, mặc cho Tịch Diệt thiên hỏa cắn nuốt mình. Quảng Đô Thiên Tôn không còn gì nữa, gã mất hết tất cả, chỉ còn lại chính mình. Sâu trong thời không vang vọng lên tiếng chuông trầm thấp thế nhưng trong trẻo. Đạo Quân Điện xuất hiện trong ánh thần quang,
một nữ đạo quân thanh tú cầm cây dù bằng lông chim chậm rãi bước tới sau lưng Quảng Đô Thiên Tôn, che khỏi mưa gió, thiên hỏa, tịch diệt kiếp. Dưới cây dù là vùng trời yên lặng. Quảng Đô đạo hữu, hãy đi theo ta thôi. Giọng nữ nhân dịu dàng, thanh âm đánh động hồn Quảng Đô Thiên Tôn. Đạo quân điện cần người xuất sắc như đạo hữu, không có bi thương, không chết chóc, chỉ có bình yên theo đuổi đạo. Quảng Đô Thiên Tôn đờ đẫn quỳ trước xác chết của mẫu thân. Tịch diệt kiếp cắn nuốt mọi thứ của thời đại nguyên diệt, hoàn toàn phá hủy văn minh hùng vĩ, chôn vùi mọi thứ, không còn lại gì bao gồm mẫu thân của Quảng Đô Thiên Tôn. Nữ nhân làm bạn bên cạnh Quảng Đô Thiên Tôn đến khi tất cả thành tịch diệt thiên hỏa. Nàng rất kiên nhẫn, dịu dàng. Cuối cùng trong tịch diệt thiên hỏa, Quảng Đô Thiên Tôn ngước lên nhìn nữ nhân, thấy một góc mềm mại nhất trong lòng mình. Đôi mắt nữ nhân trong suốt nhìn Quảng Đô Thiên Tôn. Quảng Đô Thiên Tôn khào khào hỏi, nàng là ai? Nữ nhân cười như đóa hoa sự sống nở trong tịch diệt thiên hỏa. Nàng lên tiếng đáp, ta vốn là một gốc cây dâu trong thời đại nguyên đạo, sau này đắc đạo được dẫn vào đạo quân điển, nên bọn họ gọi ta là Thần Tăng. Quảng Đô Thiên Tôn lẩm bẩm, Thần Tăng sao? Quảng Đô Thiên Tôn đứng lên đi theo nữ nhân hướng đạo quân điện. Dưới cây dù, bóng dáng hai người xa dần, khuất trong thần quang phát ra từ đạo quân điện. Giang Nam nhìn bóng lưng hai người, đầu óc ù vang. Nữ nhân kia là đạo lữ sau khi Quảng Đô Thiên Tôn trở thành điện chủ đạo quân điện, Thần Tăng Nương Nương. Nàng là gốc tiên thiên linh bảo, Thần Tăng thụ đi theo tịch diệt đạo nhân. Thời đại Thái Thượng, Thần Tăng Nương Nương tọa hóa biến thành Thần Tăng thụ. Quảng Đô Thiên Tôn tài hoa tuyệt đại, vứt bỏ đạo tâm, đại đạo trở thành tịch diệt đạo nhân. Đây là khởi nguồn tịch diệt đạo nhân làm cường giả, sinh linh 17 thời đại run sợ. Từ nay tịch diệt đạo nhân bước lên con đường tà ác, hủy diệt, bóng tối của gã bao phủ các thời đại. Giang Nam đứng lặng thật lâu. Quảng Đô Thiên Tôn có thể từ một đạo quân đỉnh cao trong một thời đại trở thành điện chủ đạo quân điện, tài hoa của gã kinh thiên động địa. Thế nhưng cuối cùng Quảng Đô Thiên Tôn biến thành tồn tại tà ác, làm cho mọi người sợ hãi. Gã lắng nghe câu chuyện của ngươi trong khi hủy diệt ngươi, nhưng bao nhiêu người biết câu chuyện của tịch diệt đạo nhân đây? Tương lai Giang Nam quay về tiên giới vẫn sẽ đứng đối lập với tịch diệt đạo nhân, nhưng bây giờ Giang Nam có chút tôn trọng tịch diệt đạo nhân. Nếu ta gặp chuyện như tịch diệt đạo nhân, phải chăng ta cũng sẽ giống như hắn ta? Con đường còn trải dài đằng trước, Giang Nam cất bước tiến tới, để thời gian bình ổn nỗi lòng, để ảo diệu đại đạo tẩy đi cảm xúc. Giang Nam dùng mấy ngàn năm tập trung nghiên cứu đại đạo thời đại nguyên diệt, bước lên thời đại nguyên thiên. Giang Nam chứng kiến vô cực thiên tôn nổi lên, thể hiện tài hoa không ai sánh bằng, khai sáng đại đạo nhân quả của mình. Cuộc đời vô cực thiên tôn có vui có buồn là một truyền kỳ khác nữa, thần thoại khác nữa. Giang Nam lại đến thời đại nguyên khởi, chứng kiến vũ trụ này huy hoàng và suy sụp, vô số sinh linh bi hoan ly hợp. Cuối cùng Giang Nam đến thời đại nguyên đạo, thời đại xa xưa nhất, thời đại đầu tiên sinh ra trong hỗn độn. Nơi này có tồn tại gần tận cùng đại đạo nhất, có văn minh và huy hoàng đời sau không thể sánh bằng. Thời đại nguyên đạo sinh ra cường giả khai sáng đạo quân điện, lực lượng hùng mạnh để cho đạo quân điện đứng ở tận cùng thời gian và không gian. Khi đó chưa có vô nhân cấm khu, chưa có đại đạo nhiều thời đại, tất cả là khởi bước, mọi thứ từ không đến có. Khi vào thời đại nguyên đạo, Giang Nam thấy tịch diệt kiếp trước giờ chưa từng có, không thể tưởng tượng. Kiếp số kinh người, khổng lồ hơn tất cả tịch diệt kiếp đời sau cộng lại. Cảnh tượng đó khủng bố biết mấy, tình huống kinh khủng nhường nào. Giang Nam nghiên cứu hơn 20 thời đại, tinh thông đại đạo tịch diệt cũng phải run rẩy. Giang Nam dùng mình. Nếu thời đại tiên đạo mà nghênh đón tịch diệt kiếp, như thế rằng... Thời đại nguyên đạo rất huy hoàng. Thời đại này được ưu đãi, là thời đại đầu tiên sinh ra trong hỗn độn, có nguyên thủy chi khí dồi dào. Thứ huyền diệu thần kỳ này có thể nói là linh khí đẳng cấp cao nhất. Trong nguyên thủy chi khí chứa một ít ảo diệu liên quan đến tận cùng đại đạo. Chỉ có hoàn toàn phá hủy tất cả mới sinh ra nhiều.
từ sau thời đại nguyên đạo, mỗi lần thời đại cũ bị phá hủy mới sinh ra nguyên thủy chi khí bị phá hoàn toàn. Bởi vì thời đại nguyên đạo có quá nhiều cường giả, toàn là người mạnh, rèn ra thần vật nghịch thiên như đạo quân điện, trốn ở tận cùng thời gian và không gian, nơi tịch diệt kiếp không thể đến. Cho tới nay, mỗi thời đại không hoàn toàn khai sáng, vì sau này nguyên thủy chi khí sinh ra càng ngày càng ít dần. Nếu có thể quét hết tồn tại tiền sử, phá hủy vô nhân cấm khu, dọn sạch đạo quân điện, lại khai sáng hỗn độn, nguyên thủy chi khí sinh ra sẽ dồi dào như thời đại nguyên đạo. Nhưng khả năng đó quá bé nhỏ. Trước không nói là ai có năng lực công phá đạo quân điện, giết hết đạo quân cổ xưa trong đó. Chỉ nói vô nhân cấm khu, trừ thời đại nguyên đạo, nguyên khởi, mấy thời đại khác bị đóng chặt, không nhổ vô nhân cấm khu được. Mấy thời đại sau đó nhỏ yếu như yêu, ma, chú, vì bị vô nhân cấm khu ngăn cản, khai sáng ra không gian hỗn độn, ít đến tội nghiệp. Tiên giới, thời đại tiên đạo thì càng bé xíu xiu, sinh ra nguyên thủy chi khí, ít đến không đáng nhắc tới. Sau này, đế và tôn luyện nguyên thủy chi khí, mỏng manh thành pháp bảo, đưa tặng nó để dụ dỗ Giang Nam. Nhưng nguyên thủy chi khí ở thời đại nguyên đạo thì cực kỳ dồi dào, nên mới sinh ra văn minh huy hoàng, nhiều cường giả mãi không lần mò đến tận cùng đại đạo. Giang Nam đứng trong dòng thời gian như lịch sử, quá trình thời đại này rất là kinh thán. Thời đại nguyên đạo có quá nhiều cường giả, đại đạo phát triển đến đỉnh cao. Giang Nam đi càng chậm, nhìn mọi đại đạo trong thời đại nguyên đạo hấp thu dinh dưỡng. Kỳ ngộ này rất hiếm có. Khi thấy cường giả thời đại nguyên đạo hoang phí nguyên thủy chi khí thì Giang Nam đỏ mắt ghen tị. Giang Nam chỉ còn lại nửa nguyên thủy chi khí để giành đột phá cảnh giới thiên quân. Vài cường giả thời đại nguyên đạo không biết quý trọng là gì, không kiêng nể gì, dùng nguyên thủy chi khí tăng cao thực lực. Giang Nam chép miệng nói: hắn không sinh ra trong thời đại này. Giang Nam ngược dòng hơn 10 ức năm bỗng giật mình. Không đúng, lạ, quá lạ. Tại sao ta không thấy đạo quân điện? Tại sao không thấy hai vị điện chủ rèn ra sáng lập đạo quân điện trước khi tịch diệt kiếp đến đây? Trong lòng Giang Nam có nhiều khó hiểu. Đạo quân điện là thần điện có thể tránh tịch diệt kiếp, rèn thần điện đương nhiên sẽ kinh thiên động địa. Hai điện chủ đạo quân điện là siêu cường giả thời đại nguyên đạo. Nhưng Giang Nam nhìn hơn 10 ức năm mà không thấy tình hình rèn đạo quân điện, không thấy hai điện chủ cường đại vô biên kia. Giang Nam bỗng hiểu ra: ta trông thấy thời đại nguyên đạo không hoàn chính. Thời đại này xảy ra vài chuyện bị nhân vật khủng bố giấu khỏi dòng thời gian. Là ai có pháp lực lớn đến nỗi giấu một đoạn lịch sử từ dòng thời gian đấy? Thực lực của người này e rằng càng mạnh hơn cả đế và tôn. Giang Nam đăm chiêu nghĩ: chẳng lẽ là điện chủ sống sót kia đã làm hay sao? Giang Nam từng thấy ký ức hỗn độn, hai điện chủ sáng lập đạo quân điện vì truy tìm tận cùng đại đạo mà đã đánh nhau. Một người chết đi, người kia biến mất, nói là chờ đế và tôn tìm đến. Chỉ có người đó mới che giấu đoạn lịch sử hắn và tồn tại khác rèn ra đạo quân điện trong dòng thời gian. Điện chủ đạo quân điện sống sót trong ký ức hỗn độn, mặt mũi mơ hồ, rất bí ẩn. Giang Nam nhìn khắp sinh linh thời đại nguyên đạo, không biết phải chăng người này cũng nằm trong số đó. Giang Nam tiếp tục ngược dòng, gặp thời kỳ đỉnh cao nhất của thời đại nguyên đạo hàng vạn năm trước. Giang Nam bỗng sửng sốt, nhìn thời đại nguyên đạo, hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người kia cũng nhìn Giang Nam, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Người đó nhẹ giọng nói: đế Giang, đến từ tương lai sao? Giang Nam nhìn chằm chằm người quen này biến mất khỏi thời đại nguyên đạo. Giang Nam bật cười: lại giấu mình sao? Đạo hữu, người không biết tương lai chúng ta còn gặp lại nhau không? Nhưng pháp lực, đạo hạnh như thế mới là ngươi thật sự đúng không? Người giấu mình trong các thời đại vì sợ đế và tôn nhìn thấy, hay sợ tồn tại của ngươi ảnh hưởng đến đời sau đấy? Giang Nam tiếp tục tìm kiếm, đi tới trước nhưng mãi không tìm ra được người quen kia. Sau đó Giang Nam tìm thấy dấu vết chiến đấu của đế và tôn. Trong dòng thời gian đằng trước xuất hiện nhiều vết nứt, là dấu vết tồn tại siêu mạnh đại chiến để lại. Bọn họ cường đại đến nỗi khiến cho pháp lực quán thông tiền sử
ảnh hưởng sự ổn định của dòng thời gian. Đây chính là dấu vết chiến đấu của đế và tôn. Giang Nam nhìn đằng trước, khe rãnh lớn xé rách thời không tiền sử cổ xưa, khe rách lan tới tận thời đại nguyên đạo. Chuyện này gần như không thể xảy ra, nhưng nó có thật. Đứng trong dòng thời gian, không thể vào các thời đại, như người ngoài cuộc đứng xem thời đại phát triển vậy. Thế nhưng đế và tôn thì sao? Tình huống từ dòng thời gian đánh tới thời đại nguyên đạo, dư âm công kích xuyên vào thời đại nguyên đạo. Thủ đoạn kinh thiên động địa như thế thật là vượt sức tưởng tượng. Giang Nam đánh giá kỹ, rất là giật mình. Thực lực của đế và tôn vượt qua sự tưởng tượng của cường giả như Giang Nam, làm hắn ngước nhìn. Giang Nam cẩn thận tiến tới, né tránh vết nứt thời không. Các vết nứt rất nguy hiểm, rơi vào trong đó bị thời gian loạn lưu cuốn đi, hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện ở bất cứ thời đại nào, mãi mãi biến mất trong thời gian loạn lưu, không tìm thấy đường về. Có vẻ đế và tôn đánh thật, nếu không chẳng ra tay dữ dội như vậy. Giang Nam đi tới xem xét những vết nứt thời gian, phát hiện một chút manh mối. Tuy đế tôn khiến dư âm công kích xông vào thời đại nguyên đạo, thế nhưng thời đại này tự động sinh ra thời không bao vây đòn công kích lại, cho nên tuy bọn họ chiến đấu rất mãnh liệt, vẫn không tạo thành chút tổn thương nào cho sinh linh sống trong đó. Sức chiến đấu của đế và tôn mạnh mẽ đến thế, thế nhưng không thay đổi được sự thật đã xảy ra. Không lâu sau, Giang Nam trông thấy đạo tràng của đế và tôn. Trong vũ trụ thời đại nguyên đạo, một thời không kỳ lạ lơ lửng liên tục hút nguyên thủy chi khí từ thời đại nguyên đạo. Trong thời không, hai cái xác to lớn bồng bềnh, một là Hồng Mông Thanh Liên, một là Tiên Đế. Tiên Đế và Tiên Tôn lĩnh ngộ đạo lý khiến tiên đạo vĩnh viễn bất diệt tại đây. Hai người nhìn nhau cười, chủ động tan rã đại đạo, để lại xác chết và 3000 tiên đạo chưa hoàn thành. Nguyên thần của hai người bay vào tầng hư không thứ 7, biến thành hai đạo cung. Nguyên thần trong hai đạo cung có cảm ứng kỳ diệu với thân thể Tiên Đế Tiên Tôn, nên mới đánh thông đường hầm kết nối với chỗ này. Xác Tiên Đế Tiên Tôn trở thành đạo tràng đế tôn. Chỉ có cơ thể đẳng cấp như hai người mới khiến thời đại nguyên đạo không bài trừ đạo tràng được, mới hút nguyên thủy chi khí từ thời đại nguyên đạo được, mới dẫn đại đạo thời đại nguyên đạo tầm bổ thấm nhuần 3000 đại đạo được. Đạo tràng kia vô cùng thần thánh, chưa đến gần mơ hồ có đạo âm làm người tỉnh ngộ từ xa vọng đến. Giang Nam đứng bên ngoài đạo tràng đế tôn quan sát. Đường đằng trước đã bị đứt đi. Đế và tôn tạo đạo tràng tại đây chứ không trong hỗn độn Hồng Mông khởi nguồn thời đại nguyên đạo. Có lẽ nơi này là cực hạn của bọn họ. Đường bị gãy ngang, Giang Nam không thể dọc theo dòng thời gian đi tiếp được. Đến khởi nguồn thời đại nguyên đạo, chứng kiến quá trình thời đại vĩ đại này sinh ra. Giang Nam đi ngược dòng thời gian đế và tôn khai sáng, hắn đi hơn 2 vạn năm. Hiện giờ đạo tràng đế tôn đã ở ngay trước mặt. Giang Nam nhìn đạo tràng đế tôn, mục đích không còn xa vượt tầm với. Nơi đó có bóng người thấp thoáng, chắc là các cường giả đi vào đạo tràng còn đang tranh giành 3000 đại đạo và nguyên thủy chi khí. Đây là cơ duyên siêu khổng lồ, 3000 đại đạo hay nguyên thủy chi khí đều là thần vật, thánh vật rất lợi hại, giúp tu vi sức chiến đấu của bọn họ tăng một mảng lớn. Hơn 2 vạn năm trôi qua mà tranh đấu chưa ngừng, Giang Nam còn có cơ hội. Giang Nam đứng im không động đậy, giây lát sau hắn bật cười, xoay người trở về đường cũ. Nguyên thủy chi khí còn có chút sức hấp dẫn với ta, chứ 3000 tiên đạo thì không là gì cả. Tiên đạo thì cứ để tiên nhân tranh giành nhau đi. Giang Nam vừa xoay người, chợt thấy đạo tràng đế và tôn tan vỡ sụp đổ. Đạo tràng kia không chịu nổi thời đại nguyên đạo nghiền áp, bắt đầu tan vỡ. Các bóng người phóng lên cao, hốt hoảng chạy ra đạo tràng đế tôn, dọc theo đường cũ quay về. Có người thấy Giang Nam bên trong dòng thời gian. Huyền Thiên giáo chủ sao? Người đó cười phá lên. Huyền Thiên, bây giờ ngươi mới đến hay sao? Vô số kho báu đế và tôn, nguyên thủy chi khí, các tiên đạo đều bị phân chia cả rồi. Giờ này ngươi mới tới đây sao? Đây là giọng của Quỷ Nhung đạo quân. Cự Linh đạo quân cũng xuất hiện trong dòng thời gian, cười to nói. Tiểu quỷ Huyền Thiên, ngươi không biết bây giờ ta cường đại đến mức nào đâu. Ta bóp chết ngươi như bóp một con kiến vậy. Càn Nguyên Tiên Đế lao ra khỏi đạo tràng, nhíu mày nói. Thái sư, sao ngươi lâu như vậy mới đến?
Hơn 2 vạn năm, Thái Sư đã đi đâu vậy? Càn Nguyên Tiên Đế tiếc cho Giang Nam. Thực lực mọi người tiến bộ nhiều, e rằng nhân kiếp của Thái Sư... Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân cũng lao ra khỏi đạo tràng Đế Tôn, vội chạy đến bảo vệ Giang Nam. Cả hai khí thế siêu cường đại, tiến bộ gấp mấy lần. Huyền Đô Thiên Quân lao tới nói: Tuy đạo tràng còn chút thiên đạo chưa bị luyện hóa hấp thu, thế nhưng bây giờ đạo tràng đã sụp đổ, e rằng giáo chủ không có duyên phận rồi. Giang Nam mỉm cười hờ hững. Thi thể đế và tôn biến thành đạo tràng, bị thời đại nguyên đạo nuốt gọn. Dòng thời gian sụp đổ, mọi người không kịp nghĩ nhiều, vội bay nhanh như tia chớp ra bên ngoài. Huyền Thiên, khi đến tiên giới là lúc nhân kiếp của ngươi sẽ bùng nổ. Có người cười to nói: Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hồng Đạo Nhân tức giận quát lên: Ai dám đụng vào phụ thân của ta? Hồng Đạo Nhân tức giận, mấy cường giả có thủ với Giang Nam tìm rất cái bịch. Hồng Đạo Nhân tỏa sáng trong đạo tràng Đế Tôn, lấy vài tiên đạo quan trọng nhất trong 3000 đại đạo, thực lực tăng vọt, có vốn liếng đối đầu với bọn họ. Đặc biệt là Hồng Đạo Nhân khống chế bản cổ thập nhị thiên luân, chí bảo tiên đạo chỉ đứng sau Đinh Thiên Nguyên Thung, lại được đạo dịch Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên, có vài nguyên thủy chi khí trong đạo tràng bù đắp lại yếu kém tu vi cảnh giới, tiến vào thiên quân. Hồng Đạo Nhân là một đại cao thủ trong thời đại tiên đạo. Quân Đạo Nhân cũng tiến lên che trước mặt Giang Nam, lạnh nhạt nói: Các vị đạo hữu, phụ nợ thì từ trả, ăn hiếp phụ thân của ta có gì hay đấy? Giang Nam không biết nên nói cái gì, trong bụng hơi có chút vui vẻ. Bỉ Ngạn Nương Nương, Càn Khôn Lão Tổ cũng tiến lên đứng hai bên Giang Nam hộ tống hắn nhanh chóng thụt lùi. Càn Khôn Lão Tổ cười to nói: Các vị đạo hữu, đường hầm đang sụp rồi, đây không phải nơi đánh nhau, chờ đến tiên giới phân thắng thua đi. Đám người Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La cũng lao tới che chở Giang Nam rút ra sau. Kế Đô Ma Tổ thản nhiên nói: Các vị đạo hữu, chúng ta tranh chấp trong đạo tràng đã lâu, các người nên biết thủ đoạn của Kế Đô ta không phải là hư danh. Muốn đụng vào giáo chủ của đại giáo ta, cần phải qua ải của chúng ta. Đám người Băng Liên Thánh Mẫu, Đạo Vương, Giang Tuyết, Tịch Cứng Tình, Thiên Vi cũng bao quanh bảo vệ Giang Nam vào giữa, lấy các pháp bảo ra, tránh cho quân hùng giết hắn bên trong dòng thời gian này.